Xin kính chào quý vị. Hôm nay Lâm cũng đang sẽ quay lại một cái đoạn clip là giới thiệu về cái quốc lộ 80 đi qua cái một phần của thị trấn Hòn Đất và gặp các cái huyện như cái xã như xã Mỹ Lâm, thị trấn Hòn Đất và xã Thủ Sơn, thì qua một số cái đoạn như là kinh 9, kinh 10, kinh Đập Đá, thì để mời quý vị cùng Lâm tham quan nha. Đây là quốc lộ 80 hướng từ đường mặt cũ trực thuộc thành phố Rạch Giá của tỉnh Kiên Giang. Thì theo Lâm biết thì khi mà đi qua Hòn Đất thì Hòn Đất nó gồm có khoảng 14 xã và thị trấn, cũng như là trong đó có thị trấn Hòn Đất và thị trấn Úc Sơn. Còn xã thì gồm có xã các xã như xã Mỹ Lâm, xã Thu Sơn, Nam Thái Sơn và còn một số xã nữa. Một chút nó đi ngang đó thì Lâm sẽ giới thiệu luôn nha quý vị. Đây là quốc lộ 80 hướng về từ Rạch Giá hướng gì đi Hà Tiên. Ở đây thì xe tải đi hơi nhiều đúng quý vị. Thì ở đây là những cái xe vật liệu xây dựng quay các ở Hòn Đất là để lấy cái đá, có những cái mỏ để mà lấy, và ở đó thì có xi măng, trước đây là có xi măng Hà Tiên, đường đi Hà Tiên thì có xi măng Hà Tiên mà cũng hiện giờ là hoang sim, nên tuyến đường này những cái xe tải chở các vật liệu xây dựng hoặc phía dưới thì là sông kinh Rạch Giá và Hà Tiên. Nó cũng là một trong những cái tuyến đường để vận chuyển về các mặt hàng như xây dựng và chủ yếu. Phía trước mặt của quý vị đó, cái cầu ở phía cao đó là tuyến đường tránh của thành phố Rạch Giá. Cầu đó là để nói cái đường này là để nói từ quốc lộ 80 ở phía hướng Tân Hiệp, nói về quốc lộ 80 luôn nhưng mà hướng về Hà Tiên, tránh thành phố Rạch Giá ra đó quý vị. Nếu mà có đi muốn nhanh thì quý vị có thể đi cái đường ở phía trên đó để không ghé Rạch Giá. Thì tuyến Rạch Giá Hà Tiên này thì đã có từ rất lâu rồi. Đường này trước đây là thập niên trước là không phải là đường bê tông, sau này có đổ bê tông vô nữa quý vị. Bê tông và cháy nhựa, sau này là cháy nhựa hết, xin lỗi quý vị. Long quay vào tháng 8 năm 2018. Đường nó hơi gọi là có những cái lỗ. Cho xe chạy quá nhiều đi quý vị. Như xe tải hàng nặng cũng hơi nhiều ạ. Đây rất có ổ gà.
phía trước đó là cầu để đi đi qua chợ chỗ con số 1 đó quý vị. Chợ cầu số 2 nè quý vị ơi. Đây. Lâm có làm một cái clip về chợ cầu số 2, quý vị có thể xem ở trong danh sách. À, chúng ta đã qua 85 của huyện Hòn Đất rồi quý vị. Trước đây không có cái cổng chào này, sau này Alibank nó tài trợ một cái cổng chào nữa quý vị. Alibank là cái tên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn của Việt Nam, thì cùng với bốn cái ngân hàng khác trực thuộc nhà nước, ngân hàng đầu tư, ngân hàng Vietcom và ngân hàng công thương và một ngân hàng số ngân hàng khác trực thuộc nhà nước mà nhà nước mua lại, thì hiện giờ thì có quý vị có biết đó là ngân hàng Không Đồng, thì có ngân hàng Đại Dương thì mới được mua đây, và ngân hàng Xây Dựng Việt Nam. Lâm không có cãi cái ngân hàng chính sách thôi quý vị, vì cái đó là ngân hàng mà chuyên về phục vụ cái mạng cố định rồi. Đây là chúng ta đang đi trên quốc lộ 80 đó quý vị. Có những cái hố ổ gà rất là to. Ở đây là trực thuộc ấp Hưng Giang của 65. Cách giá cách Hòn Đất thì khoảng hơn 30 km một chút đó quý vị. Đây là trung tâm của Hòn Đất. Lâm đang tính là từ thị trấn nha quý vị, chứ không có phải là còn bước qua xã Mỹ Lâm, còn bước qua xã Mỹ Lâm thì không có tính à. Đây là đền thần Nguyễn Trung Trực đó quý vị. Thường xã Mỹ Lâm hàng năm thì cũng có những cái cúng. Ta đi ngang là trường tiểu học Mỹ Lâm. Chúng ta khi mà đi từ Gạch Giá đi Hà Tiên á, thì buổi sáng sớm nếu mà quý vị đi sớm á,
ta sẽ thấy hai bên đường có những cái chợ tụ họp ở hai bên dọc đường đúng không quý vị. Rồi tới trưa hoặc chiều là chúng ta đi thì còn một số chợ họp một buổi chiều là những cái chợ tự phát thôi. Đây là một trong những cái chợ buổi sáng thôi quý vị, đây là chợ Mỹ Lâm. Buổi chiều trên chợ cầu số 2 có họp một buổi chiều một ít chợ dọc lề đường, còn chợ vẫn bán bình thường. Cái này là chúng ta qua ấp Tân Tiến nha quý vị, của xã Mỹ Lâm. Các bạn chỉ dẫn thì Ba Hòn cách đây 62 km. Đây là hôm qua trời vừa mưa hoặc là sáng sớm nè quý vị, cũng có một ít mưa nên đường hơi ướt một chút. Ở đây có những xe tải mà từ Rạch Giá Hà Tiên xe chở hàng. Có từng quay từng đoạn rồi, quý vị cũng có thể xem ở trong cái danh sách phát của Lâm cũng có.
ta đã đi qua bên chỗ mà ấp Tân Hưng của xã Mỹ Lâm. Ở đây có rất là nhiều, hiện giờ một bên những nhiều nhà nuôi yến đó quý vị. Thì ngoài thành phố Rạch Giá mà có nhiều số lượng người nuôi yến nhiều nhất ở tỉnh Kiên Giang, thì các huyện khác thì hiện giờ số lượng nhà yến ngày càng nhiều ra. Giờ đi qua cái trung tâm từ thiện Thôi Bật Quang đó quý vị. Đi tới cầu số 3 nè quý vị. Đây là chợ cầu số 3. Khi mà dọc theo cái tuyến đường này thì có chợ cầu số 1, cầu số 2 và chợ cầu số 3. Nhưng mà Lâm vẫn chưa có tìm hiểu được tại sao gọi là những cái cầu số 1, số 2, số 3. Nếu quý vị nào biết thì có thể comment ở dưới để mà bà con, cô bác có thể hiểu thêm.
xe khách thật. Ở An Giang đi khách thật chắc là chúng ta sẽ đi sẽ nhìn thấy rất là nhiều à. Ở đây là khách thật trong đạo Phật nha quý vị, chứ mình không nói là đi của các người đi ăn xin hay này kia ngoài đường nha. Ở đây có rất là nhiều ổ gà. Trước đây Lâm đi thì không có nhiều như bây giờ. Chúng ta qua cống Tà Manh rồi đó quý vị à, có rất là nhiều xe tải đang chạy phía trước đó quý vị. Chúng ta đã qua thị trấn Thúc Sơn, đây là ấp Sơn Thịnh trên quốc lộ 80 đó quý vị. Có những cái nhà yến rất là quy mô. Rồi đây.
ta tới cầu Tà Hem rồi quý vị. Đây. Của thị trấn Lóc Sơn rồi quý vị. Bên phải mà chúng ta nhìn thấy đó, đó là một cái cầu sắt phải bắc ngang đi về An Giang cũng được đó quý vị. À đây có biển thị trấn Úc Sơn mà. Đây là khu vực chợ cũ mà của Sóc Sóc Sơn hay còn gọi là chợ Sóc Xài. Còn chỗ mới thì chúng ta đã dời qua phía trong rồi quý vị. Có một trung tâm ở phía trong riêng. Đây là khu vực chợ cũ. Giáp với quốc lộ 80 đó quý vị. Tiến của thị trấn Phúc Sơn.
tòa lúa nữa quý vị. Đây là qua xã Sơn Kiên à, ấp Vòm Găng của xã Sơn Kiên quý vị. Có chợ buổi sáng cũng nhóm họp nè quý vị. Thì từ đây tới thị trấn Hòn Đất thì khoảng 10 cây nữa đó quý vị. Đây là cầu Vòm Găng nè quý vị. Chút nữa chúng ta sẽ đạp tới trường trung tâm sát hạch lái xe ở đây. Đường ở đây thì trước đây giờ rất là đi rất là tốt. Để các bạn nói như vậy, không biết giờ như thế nào để chúng ta cùng đi xem lại nè. Đây có ở dọc hai bên đường có nhiều cái mà liều nhỏ nhỏ để mà bán các loại trái cây như là dưa gan nè, mỗi lần Lâm nhớ là có táo rồi bí gợ ở đây. Lâm đây có táo, bí gợ, dưa gan, có cả dừa nước nè quý vị. Ở trước kia là có nốt nữa. Trước đây chỉ có vài ba cái liều nhỏ nhỏ thôi, giờ thì có hơn 6-7 cái rồi quý vị.
đây là ở phía bên tay trái là trung tâm sát hạch đào tạo và sát hạch lái xe đó quý vị. Đây chúng ta đã qua xã Sơn Kiên, ấp này là ấp Tà Lốc mà. Bên tay trái mà đi thẳng vô, chúng ta đi vô khu di tích mộ Chị Sứ đó quý vị. Thì ở đây có ai muốn đi vô thì chúng ta phải đi đường này vào. Trái có một chợ nó hiểu hiểu quá quý vị ơi.
hoạch đó quý vị. Bên đây là có nhiều nhà, có một số tổ nó mà trồng các loại cây bạch đằng đó quý vị, cây bạch đằng nó bán đó, đó quý vị có thể thấy bên sông và bên đây, đây là cái tổ mà sản xuất cây giống đó quý vị. Có cái dừa nè, bạch đằng, thì có các quán cà phê vọng á, để mà khi mà đi xa quý vị có thể ghé để mà nghỉ ngơi để lấy lại sức. Đây là cầu Kinh Chính rồi quý vị. Rồi, chúng nó làm sao đi vào Kinh Chính.
và cũng như kênh 10, kênh Đập Đá để chúng ta cùng xem cái nét thay đổi ở quê hương này như thế nào nha quý vị. Đây là qua thị trấn Hòn Đất rồi đó quý vị, Sơn Kiên qua thị trấn Hòn Đất. Tay trái là nghĩa trang liệt sĩ của huyện Hòn Đất đó quý vị. Đây là đường đang làm lại cái này. Căng nền là hơn so với phía trước. Trắng Hòn Đất thôi quý vị. Khu phố Chòm Sao thuộc thị trấn Hòn Đất. Ở phía bên tay phải là bệnh viện Cao Khoa của Hòn Đất.
Đắk thì có món lẩu trâu rất là ngon quý vị. Có dịp ghé quý vị có thể ghé cái quán ở Hò Đắk này để dùng và thưởng thức. Xe quay tới đây nè quý vị, một chút nó làm xe quẹo bên tay trái để đi vào phía trong. Đường vào mà khu di tích mộ Vị Sứ đó quý vị.